Xin được kính chào tất cả quý các bác anh chị em nhà mình. Đấy, các bác nhìn con xe này có gì khác lạ không ạ? Ngay từ cái bộ biển số các bác nhá, nó là biển số còn nguyên 4 số này. Đấy, và bật mí cho các bác là con xe này nó là thuộc sở hữu của một chủ từ đầu các bác nhá. Biển còn nguyên 4 số, biển Hải Dương. Một cái biển cũng khá là đẹp đúng không ạ? 2549, sở hữu nước sơn màu xám đá và toàn thân hai bên xung quanh là bác chủ bác đã dán cho em nó những cái bộ tem các bác nhá. Những bộ tem rất là đẹp rồi. Đấy, và đây nó cũng là một cái mẫu xe rất quen thuộc đến từ Hàn thôi, một thương hiệu Daewoo, một mẫu Lancetti bản CDX full các nhá, bản full. Đấy, sản xuất năm 2009 nhập Hàn và mang động cơ trang bị là 1.6 bản số tự động, siêu đẹp các nhá, đã lên đầy đủ những cái trang bị cần thiết rồi. Và vốn dĩ thì cái dòng xe này nó cũng sở hữu khá là nhiều công nghệ và tiện ích trên xe. Đấy, thì đầu tiên là về ngoại thất của xe. Như các bác có thể nhìn thấy là con xe này nó khoác lên mình bộ áo màu xám đá đúng không ạ? Đây này, các bác nhìn phần thân vỏ của xe nhận đây. Đấy, nước sơn nó rất là đẹp, nó sáng bóng này, nó trong đúng không? Các bác nhìn cái hình ảnh phản chiếu và cái ánh sáng nó chiếu vào là biết đúng không ạ? Đấy, mặt ca lăng thì dạng hình thang và chia làm hai phần nhá. Đây ạ, có cái logo ở giữa và đều được bọc mạ chrome rồi. Cái đèn con này nó cũng rất là trong. Đấy, cái đèn pha của xe này, đấy, nó rất là trong. Thì đây nó là cái loại halogen và nó có chức năng tự động. Bên dưới trang bị cho các bác là những cái đèn gầm này. Đây ạ, hai bên hai đèn gầm đầy đủ nhá. Phần thân vỏ của xe đây, nhìn rất là đẹp, các khe nó khít khìn khịt luôn các bác ạ, cực kỳ là chất lượng. Con này thì nó sử dụng bộ la răng đúc 5 chấu. Đấy, dạng phay này, sáng choang luôn đúng không ạ? Các bác nhìn rất là đẹp. Đấy, sáng choang luôn. Đây nhá, em sẽ zoom gần vào cho các bác nhìn này. Đấy, có phanh đĩa này. Đấy, hai phanh sau là phanh tang trống nhá, và tích hợp đầy đủ với hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ 4 bánh luôn. 4 quả lốp vẫn còn dày rất là to đúng không ạ? Kích cỡ la răng của con này nó là 17 inch. Đây là các bác nhìn này. Đấy, nó rất là to nhá. Nhìn con xe nó phong thái, nó thể thao, trẻ trung và năng động, option đầy đủ và mức giá nó chỉ hơn 200 một chút thôi. Các bác cố gắng xem đến hết video nhá, em sẽ báo giá chi tiết và chính xác nhất mức giá của con xe này hiện tại bên em đang chào bán là bao nhiêu. Đấy, đều có những cái vẻ mưa này, rồi là viền chân kính bên dưới này mạ chrome, tay nắm cửa cả 4 cánh mạ chrome và hai cái cánh cửa trước thì nó có tích hợp với phím bấm một chạm. Gương kính xe đều là chỉnh điện và sinh nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Ngoài ra thì xe có đăng ký đăng kiểm khá là dài đến tận tháng 5 năm 2022. Như các bác có thể nhìn thấy nhá. Con này thì nó có cả cảm biến gạt mưa này các bác này. Đấy, tức là cái gạt mưa này có chức năng tự động nhá. Cảm biến gạt mưa đầy đủ cho tất cả quý các bác xem nhà mình. Đấy, và cái nước sơn bên ngoài xe thì nhìn nó đều đẹp đúng không ạ? Đấy, thân vỏ dày dặn đều tăm tắp. Đây, các bác nghe cái tiếng đóng cửa đi ạ. Đấy, đóng cửa nghe rất chắc nhá, và nhá, một cái dòng xe đấy rất là thích hợp khi mà nếu mà mình trẻ trung một chút, còn thực ra là mình có đứng tuổi thì một chút cũng không sao, và nhá, nó vẫn là một con xe đấy khá là đẳng cấp, đẹp đẽ này và năng động cho tất cả quý bác chị em nhà mình lựa chọn. Thế đây, về đằng sau của xe có nhìn thấy là những cái cụm đèn pha rất là, đèn hậu rất là trong đúng không ạ? Đấy, đèn halogen này chia làm hai phần, ở chính giữa lại một cái thanh chrome nữa và cái logo Daewoo đây nhá. Tên dòng xe đây ạ, CDX đây, quá quen thuộc đúng không ạ? Bên dưới trang bị 4 cái mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho tất cả các bác rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là cái form xe nó rất là đẹp nhá. Đấy, cái form xe nó còn nguyên này, nó không bị vênh một chút nào, rồi này nó sơn xi, sơn zin của xe còn rất là nhiều. Đấy, cũng cam kết với các bác luôn là xe không đâm đụng, không ngập nước đấy nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Ở đằng sau thì nó có trang bị thêm một cái mắt cam lùi rồi. Đây, các bác nhìn thấy ạ, một cái mắt cam lùi rồi. Và ở đây nó có cái nẫy một chạm này. Đấy, anh chị em nhà mình có thể mở cái cốp sau ra. Đấy, thì mời các bác chiêm ngưỡng cái cốp sau của xe. Đầu tiên là cái phần máng nước của xe nhá, trong sáng này. Đấy, đều đẹp cả hai bên. Đấy, con này thì nó có một cái khoang cốp khá là rộng rãi, thoải mái này. Đấy, và bên này thì bác chủ bác cái độ cho em nó thêm một cái đèn rồi các bác nhá. Đây là cái đèn mức độ thôi. Đấy, một chi tiết rất là nhỏ thôi. Đấy, cái cốp này thì thực sự là nếu mà mình đi đâu đó nhá, mình có thể mang theo vài cái vali to mình để vào vẫn vừa đúng không ạ? Ở dưới thì cho các bác chuẩn xác nhất này. Bác nhìn cái chất lượng cái sàn của con này mới là thích mắt. Đây, bác nhìn đi ạ. Đấy, cái sàn con này nhá, cái tôn vỏ của nó còn đẹp như này. Mặc dù là từ 2009, đấy, cái tôn vỏ nó còn sáng choang. Thực sự là nhìn cái tôn vỏ này thôi là đã biết chất xe rồi, chất lượng gầm bệ rồi, là sàn của xe như nào rồi đúng không ạ? Sáng choang luôn, thậm chí là nó còn không có hạt bụi cơ. Đấy, đinh tán này, các bác nhìn những đường đinh tán dập này. Đấy, zin còn đẹp nguyên, không móc méo một chút nào rồi nhá. Máng nước thì đẹp rồi, cả hai bên luôn.
rồi là những cái chi tiết chỉ trên cánh cửa này, nắp cốp sau này rất là đẹp. Một cái nắp cốp nó vuông đét, không móp méo một chút. Đấy, cam kết luôn các bác nhá, không đâm đụng, không đâm xô, không một nước. Đấy, ngập nước thì biết rồi đúng không ạ? Ngập nước thì nhìn cái là biết ngay cái sàn nó sẽ không bao giờ nó sáng và nó đẹp được như vậy. Chắc chắn là nó sẽ bị han. Đấy, về tổng quan nội thất bên trong này, thì đây, con xe này nó có trang bị những cái bộ ghế da mới lên rồi, hai màu rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, phối màu cực kỳ là đặc sắc nhá. Ở đây nó có cho các bác thêm một cái bệ để tay và có một cái khoang thông hậu này, các bác này, đây này, đấy, ngồi đằng trước là thông được ra cốp sau các nhá, có hộc để cốc nước ở đây rồi. Đấy, ngồi ba vị trí cho hàng ghế sau, bên dưới là những cái lớp thảm lông này. Đấy, lót sàn rất là đẹp đúng không ạ? Có thêm một lớp nữa ở bên dưới. Con này là toàn bộ những cái phần sàn của nó là ốp nỉ các bác nhá, ốp nỉ đây này. Đấy, và tất cả những cái chi tiết như là trên phần cánh cửa này, đấy, đều và đẹp này, không có một vết xước nào, có bệ để tay. Đây, ốp ra ở phía cánh cửa trước nhá. Còn cánh cửa sau thì nó ở đây ạ, cánh cửa sau này. Đấy, thì nó là những cái chi tiết ốp nhựa thôi, trên bệ để tay, có hộc để đồ, loa đây đầy đủ rồi. Đấy, và có thêm những cái chi tiết nó điểm xuyết này, nó bố trí rất là đẹp, táp ly đẹp luôn, sần nhá. Tất cả bốn cánh cửa đều không một vết xước nào, nội thất xe tươi. Đấy, keo chỉ zin này, có nhìn đi ạ. Đấy, ốc sáng choang, đẹp luôn nhá. Đây, tất cả những cái chi tiết. Đấy, có nhìn một con xe tổng quan mình đánh giá này, rất là đáng để mua đúng không ạ? Mới mức giá nó chỉ nhìn hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Đấy, đằng trước xe thì choáng ngợp ở vị trí trung tâm. Đây ạ, chính là một cái màn hình cỡ lớn. Và con này thì cái màn hình của nó là màn hình đặt nằm dọc nhá. Đây, các bác có thể thao tác trực tiếp trên màn hình này. Đấy, có chìa khóa thông minh. Đấy, chức năng chống trộm đầy đủ cho tất cả các bác rồi. Đây ạ. Đấy, và nó có phím đèn nổ start off engine một chạm thôi các bác nhá. Đây. Đấy, anh chị em nhà mình nếu mà khởi động xe thì bấm nhẹ vào đây một cái này. Trước hết thì chắc chắn rồi sẽ phải mở khóa. Đây, mở khóa xe ra đã. Đấy. Và khi mà mình mở khóa xe ra rồi thì nhẹ nhàng thôi. Đấy, chỉ đơn giản là một cái thao tác đè nổ thôi là xe nó đã khởi động rồi. Đấy, tất cả cái chức năng đèn báo cảnh báo hoạt động bình thường này các bác này. Cảnh báo tắt gen toàn nhá, rồi cảnh báo mở cửa này, ô tô xe nó sẽ hiển thị ở cái vị trí ở trung tâm cái màn hình điện tử này. Đấy, ở trên cái cụm đồng hồ 3D ngay phía trước mặt vị trí ghế tai. Con này nó có sử dụng vô lăng 3 chấu này, tích hợp túi khí trên vô lăng. Đấy, và nó có tích hợp cùng các phím bấm chức năng nhá, có dành tai nghe gọi rồi. Đấy, cái màn hình đây ạ. Đấy, màn hình thì nó là một cái màn hình nằm dọc, nhìn cũng rất là dễ dàng. Đấy, anh chị em nhà mình có thể thao tác trực tiếp trên màn hình nếu cần đó nhá. Và công tơ mét của màn hình này khi để chế độ bình thường nó sẽ hiện ngay ở trên phần màn hình này thôi. Đấy, bằng cái thông số điện tử này. Ví thử như là bây giờ mình đang đứng đúng không ạ? Mình đang đứng thì nó sẽ hiển thị là 0 km/h tất nhiên rồi. Đấy, còn mình đi thì nó sẽ hiện ngay lên rồi các bác nhá. Đây, có đầy đủ map cho các bác này. Đấy, map này. Map này thì nó còn là map vệ tinh cơ. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Đấy, soi trực tiếp thì vệ tinh xuống nhá. Có radio này. Rồi là có kết nối Bluetooth này. Đây ạ, có nghe nhạc này, kết nối 4G đầy đủ cho các bác nhá. Đây. Đấy, với các app và chi tiết. Đây, nhạc nhẽo này. Có đầy đủ con này đi ạ. Bác chủ bác cái độ thêm cả loa trầm rồi đấy nhá. Đây này. Đấy, độ thêm hai của loa trầm hai bên rồi. Đấy, rất là đẹp luôn ạ, xịn sỏ luôn cho các bác luôn. Một xe tích hợp đầy đủ công nghệ nhá. Đấy, thao tác trực tiếp này, rồi kiểm tra một chút về cái phần cam lùi thì đây. Các bác nhìn đi ạ, cam lùi sắc nét một một luôn. Đấy, có cả cảnh báo nguy hiểm coi nhá, cảnh báo chướng ngại vật đầy đủ cho tất cả quý các bác anh chị em nhà mình. Đấy, rất là xịn đúng không ạ? Một xe mà cửa tiền nó cũng khá là rẻ thôi, theo đánh giá của em là khá là rẻ. Con này ngoài ra thì nó có sử dụng hệ thống điều hòa tự động này bác này. Đấy, điều hòa tự động nhá, bốn cái cửa gió phía trước. Đấy, và hai bên thì nó là hai cái phím, đây là sấy ghế nhá, sấy ghế tài này, rồi là cái sấy ghế phụ cho tất cả các bác rồi. Điều hòa tự động này, cảnh báo đầy đủ luôn. Nói chung là một con xe rất là nhiều công nghệ đúng không ạ? Đằng bên trên này là một cái cam hành trình. Đấy, còn cái gương chiếu hậu của xe có chức năng chống lóa nhá các bác nhá. Đấy, tuy rằng nó không phải gương điện nhưng mà nó cũng là gương chống lóa. Máy móc bao khỏe bao chất rồi. Wow, động cơ 1.6 đi nó cực kỳ vút luôn. Đây, đèn pha tự động nhá. Cảm biến gạt mưa đầy đủ cho tất cả của các bác xem nhà mình. Đấy, máy thì êm ru chất lừ. Và cái khoang máy thì cam kết với các bác luôn là khô công. Đấy, máy móc chất qua nhá. Gầm bệ đại chất không mục mọt. Đấy, cam kết không tai nạn, không đâm xô. Đèn pha trong sáng đều đẹp và sáng choang này. Anh chị em nhà mình khi mà thử xe thì có thể đến
trực tiếp địa chỉ của bên em là Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, đối diện cổng trường Đại học Hải Dương và cạnh bệnh viện Nhi các bác nhá, để được kiểm tra và xem xe trực tiếp để chốt em xe về. Giá bán chính xác của em xe này bên em đang chào bán là 240 triệu đồng thôi. Đấy, còn chần chừ gì nữa mà không nhấc ngay điện thoại lên, gọi cho em qua số hotline 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch xem xe trực tiếp nào các bác nào. Đấy, còn bây giờ thì video của em xin được phép tạm dừng tại đây. Chúc quý các bác anh chị em nhà mình có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bác anh chị em nhà mình vào những video tiếp theo.